hai người di dân Việt Nam làm giàu tại Hoa Kỳ khi nhờ vào món gà chiên. Ngày nay, nhà hàng Mike's Kitchen của Chicken của bà Trâm Đào, 44 tuổi, là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất trên con đường Maple Avenue tại thành phố Dallas, Texas. Được đặt cái tên của người con trai nhỏ nhất của bà và cái ngăn nhất trong gia đình của bà, Mike's Chicken là kết tinh của sự chăm chỉ và kinh doanh của một gia đình tị nạn đến từ Việt Nam. Tại nhà hàng này, bà Trâm và chồng của bà là ông Sơn đang làm giàu bằng những miếng gà chiên giòn và nóng hổi. Bà Trâm và ông Sơn sinh ra ở Việt Nam và gặp nhau vào những năm 1990 khi họ đang sống ở Minnesota. Họ đến Hoa Kỳ theo một chương trình được thành lập để hỗ trợ các gia đình từng sinh sống ở miền Nam Việt Nam, những người đã đồng minh với Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam. Kính thưa quý vị, sau khi hai người kết hôn, ông Sơn nhận được một công việc kỹ thuật viên cơ khí và gia đình họ chuyển đến Dallas vào đầu những năm 2000. Lúc đó, bà Trâm cũng muốn làm việc để giúp đỡ gia đình và mua cửa tiệm giặt ủi J.R. Coin Laundromat ở đường Maple Avenue. Sau khi thấy những miếng gà chiên mà con bà thường ăn ở các cửa hàng thức ăn nhanh, bà Trâm quyết định sẽ tự làm món gà chiên và sử dụng một góc nhỏ của cửa tiệm giặt ủi để làm món gà chiên của bà cho khách hàng. Mặc dù không có bàn ghế, nhưng khách hàng bắt đầu đến ngày càng đông. Và một năm sau đó, bà Trâm quyết định sẽ sử dụng thêm không gian của cửa tiệm giặt ủi để xếp bàn ghế. Ngày sau đó thì khách hàng đã gọi điện thoại trước và yêu cầu bà Trâm giữ chỗ cho họ, cũng như là thuyết phục bà chiên gà chiên có xương và thêm các món ăn kèm vào thực đơn. Kính thưa quý vị, hầu hết khách hàng tại Mike's Chicken đều nhận xét về cách các loại gia vị thấm vào thịt gà và phần da gà chiên. Điều đáng chú ý là tất cả các công ty thức nấu ăn đều do bà Trâm nghĩ ra và thực hiện, kính thưa quý vị.